Vlog. Vâng, xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây, là Vương Tử. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review các bạn về một cái căn phòng của mình. Đó, và trong phòng mình hiện nay đang nuôi 3 chú chó. Và mọi người thấy nhân vật quen thuộc của chúng ta là chú chó Misa, là mẹ Misa, là chú chó cái. Và ngày hôm nay thì mình sẽ không quay bản thân mình, bởi vì là hôm nay thì mình sẽ cầm máy quay để mình quay luôn. Đó, vì thế nên là mình sẽ chỉ quay những chú cún nhà mình thôi. Thì mọi người cũng thấy ở bên cạnh Misa là một chú cún rất đặc biệt. Đó là một chú cún màu trắng rất đẹp, tên chú là Bi. Đó, bởi vì chú là em chị, em cái, đây là con cái nhà mình. Con cái này thì ra trước, nhưng mà đẻ trước nhưng mà lại bé hơn. Còn đây là em đực. Đây, em này là em Sumo, là bé đực nhà mình. Thì mình cũng đã giới thiệu qua cái clip trước của mình. Đó, hai bé thì các bạn có thể để ý là nước chảy rất là nhiều, bé rất là nghịch. Đấy, làm đổ, làm mình có để một ít nước lọc để cho các bé uống, nhưng mà các bé làm đổ hết ra cả nhà ấy. Đó, còn đây là vẫn là bé mẹ Misa. Thì clip này hôm nay mình quay thì mình sẽ quay kể về những chú cún của nhà mình. Đó, bé, các bé làm cho sàn nhà mình là ướt nhẹt luôn. Thì như mình lại phải lau chùi, dọn dẹp. Đây, hai bé đang chơi đùa với nhau rất là vui. Thì mẹ Misa đẻ được hai bé này thì đến tận bây giờ nuôi thì cũng được một tháng rồi. Thì đến bây giờ mình mới làm cái clip review này. Đó, cái bé, hai bé cún này thì có một sở thích rất đặc biệt là thích liếm chân, cắn chân người. Mà không hiểu sao các bé cắn rất là đau luôn. Đau hơn mẹ Misa nhiều. Mẹ Misa trước kiểu đấy, trêu đùa đấy. Au! Đó thì cắn rất là đau luôn. Đó, và mình răng các bé rất là sắc luôn. Đó. Đây, bé cún này đang cố liếm bằng ngậm chân mình đây. Mẹ Misa thì đòi ra khỏi nhà này, muốn xuống dưới chơi này với bà này. Nhưng mà nhà mình thì đang bán nước ở dưới nhà nên là không thể cho bé xuống dưới nhà được. Bắt buộc phải nốt bé trên này, chứ còn xuống dưới nhà thì bé lại chạy ra ngoài đường thì không ai trông bé được. Đó thì bắt buộc phải giữ bé ở nhà. Đây. Đây là bé Sumo. Bé có sở thích là cắn chân người. Đó. Đây là cái vết tích mà các bé làm đổ nước ấy. Nước còn là chảy ra hết cả nhà đây, tí nữa là mình lại phải lau ấy. Còn đây là bé Bi. Bé Bi thì lông trắng từ đầu đến chân luôn. Đặc biệt là bé Bi có một đôi mắt rất là đẹp. Mắt của bé là lai xanh, xanh như biển, rất là đẹp luôn, nhưng kiểu viên ngọc trai luôn. Bé chắc là mệt. Bé Bi của mình thì mình đánh giá là khá tăng động hơn so với bé Sumo. Sumo thì chỉ suốt ngày ăn với ngủ thôi. Đó, bé Bi thì không hiểu là lúc trước khi mình cầm máy quay thì bé rất là nghịch, nhưng mà sau khi lúc thấy mình máy quay thì bé có vẻ là không hào hứng cho lắm. Đây, mẹ Sumo ơi, mẹ của hai bé đây. Sumo rất là vất vả mới có thể đẻ ra hai em để nuôi. Đến bây giờ cũng được một tháng rồi. Đó, các bạn thấy lớn không? Bé Misa nhà mình ấy thì là trước khi mình dẫn về đây ấy, thì tầm 2 tháng thì mình đang dẫn về đây, thì thật ra là về cân nặng rồi về mọi thứ thì cũng chỉ to hơn hai bé một tí thôi, hai bé con một tí thôi. Bởi vì là cái giống mình cũng không rõ là trước đấy thì mẹ mình cún Misa nó lai ở giống nào thì cũng không rõ. Nhưng mà khi về đây thì là hai bé của mình thì loi lai một chú chó ta khá là lớn, to gấp đôi Misa luôn, và đẻ ra hai bé rất là đẹp, rất xinh. Thì ở trong hai bé thì không biết là mọi người là yêu bé nào hơn thì có thể cho mình nhận xét. Đó, bé này thì cứ gọi là cứ đi theo mình, liếm chân mình này. Đó, hôm nay thì mình chỉ cầm máy quay để quay cho tất cả các bạn review thôi, chứ cũng không có ai quay cho mình cả. Đó thì tại vì là các bạn có rất nhiều bạn hỏi muốn xem hai bé cún nhà mình, nên là mình cũng muốn review hai bé cún để mọi người được biết. Đó, bé xám này thì rất là thích người đít mẹ Misa.
Bây giờ mình sẽ gọi bé cún này dậy nhá. Cho là lúc này bé chạy cũng khá nhiều ấy, nhưng khá là mệt. Nào con chào mọi người đi. Đó, các bạn có thể tí không? Mắt của bé có màu hơi xanh xanh một chút. Tức nghĩa là nó vừa xanh lai đen này. Mà rất là lạ nhá, cái con bố ấy, khi mà phối với Misa ấy thì màu lông hoàn toàn là màu nhâu. Đấy, thì để ra em kia thì lông khá là giống bố. Nhưng mà Misa để ra hai bé, một bé thì lông trắng từ đầu đến chân luôn. Thì rất giống mẹ Misa, lông trắng này. Còn bé kia thì lai giống bố nhiều hơn này. Tức nghĩa là hai bé đẻ ra khác màu nhau luôn. Một bé đặc trưng là màu nhâu, một bé đặc trưng màu trắng. Đặc biệt bé này thì lông trắng là từ đầu đến chân luôn. Mọi người bảo là cái bé trắng này nhà mình thì khá là thông minh. Khá là thông minh. Bé kia thì suốt ngày ăn với ngủ thôi. Nhưng mà đặc biệt là bé kia thì rất là ngoan. Rất là ngoan luôn. Tắm táp các kiểu ăn uống thì toàn để im nó chủ. Còn bé trắng thì khá là quậy. Thấy máy quay giống như mẹ Misa, bé trắng thì mình cảm thấy là gen khá giống mẹ Misa. Nó lúc thấy máy quay thì ngại, không nhìn trực tiếp vào máy quay, trốn. Còn bé kia thì chắc gen giống bố, nhiều thiên về bố nhiều hơn nên là rất là ngoan. Đấy, hai bé rất tình cảm. Khác các bé mà lúc bé, lúc khoảng tầm mấy mấy tuổi ấy thì lúc nào cũng ôm nhau nằm ngủ. Nhưng mà lớn lên một chút rồi thì hai bé đánh nhau. Rất nhiều lúc đánh nhau rồi kiểu đùa vui rồi quậy các kiểu. Nhưng mà cũng không kém những lúc tình cảm với nhau. Bé xám thì dù to xác hơn nhưng mà lại là em, bởi vì bé da ra sau. Bé màu trắng thì da trước như là chị. Đó thì mọi người, mình cũng muốn giới thiệu hai bé nhà mình để mọi người biết rõ hơn về hai bé. Đó thì mình cũng không biết là hai bé ở nhà mình với bao nhiêu thời gian, bao nhiêu lâu, bởi vì thật sự là nhà mình thì không phải là một cái nhà gọi là chuyên nuôi chó. Ngày trước thì nuôi bé Misa thì cũng rất là vất vả. Bé Misa đến nhà mình thì cũng là do một cơ duyên thôi. Đó thì sau khi ba mẹ con thì trêu đùa với nhau thì đều rất là mệt, đều nằm xoải ra nằm nghỉ, không đùa như nằm nghỉ để giữ sức này. Đó thì bé Misa đến nhà mình rất là duyên. Và việc bé phối ra hai em này thì cũng là do duyên thôi. Thì hôm đấy thì ở dưới nhà có một con chó, con cún đực. Đó, mình theo giống chó ta nhiều hơn, lông thì cũng rất là đẹp luôn. Thì có đến mà ba chấm với bé Misa và cuối cùng là đẻ ra hai bé đây. Mọi người có thể thấy hai bé mình thấy rất là đẹp, rất là đáng yêu. Đó thì thật sự là mình cũng không biết là hai bé có thể ở với gia đình mình bao nhiêu lâu. Có thể là bác bé bây giờ 1 tháng tuổi cũng rất là lớn rồi. Mẹ Misa thì rất là vui, hiểu không? Khi đẻ ra hai em mà lúc nào cũng có hai bé để chơi cũng rất là vui. Trước thì Misa ở một mình thì nhà mình thường nôn Misa lại. Nhưng mà từ khi Misa đẻ con rồi thì mới thả cho chạy tự do, không chói nhá. Đó. Thì nếu mà hai bé mà không ở nhà mình mà ở một gia đình khác thì chắc chắn là mẹ Misa sẽ buồn đúng không? Vì trước ở một mình thì đã một mình buồn rồi, bây giờ hai bé mà không ở chung thì nói chung là mình cũng rất mong là gia đình mình có thể tạo điều kiện để cho hai bé có thể ở chung với mẹ Misa. Ít nhất là mẹ còn có cái Misa của bạn chơi này. Bởi thật sự ở xung quanh nhà mình thì cũng rất là ít những chú chó. Mà nếu như chẳng hạn như hai bé này mà nhà mình có bán thì cũng mong là sẽ tìm được nhà nào gần gần đây để thỉnh thoảng để mẹ Misa gặp các con hàng ngày. Đó thì hôm nay mình cũng muốn kể về những bé nhà mình. Thì các bé của mình cũng hiện tại cũng khá là mệt rồi. Mọi người mà muốn thắc mắc hay là muốn đặt câu hỏi gì về vấn đề chăm sóc cún mới đẻ này, hay là cách nào để nuôi cún hiệu quả này, thì có thể inbox mình để mình có thể hướng dẫn trực tiếp. Đó thì clip của mình thì chắc là mình sẽ tạm dừng đến đây thôi. Đó thì xin chào hai bé, xin chào mọi người nhá. Đấy, hai bé với ba mẹ con. Đó, xin chào và hẹn gặp mọi người trong clip tiếp theo. Rất mong được mọi người ủng hộ mình clip này. Xin chào, see you again, bye bye.
Cuối cùng mình mong tất cả mọi người hãy cho mình một like, một subscribe, một share clip này để clip này có thể phát triển hơn nữa và mình có thể tạo ra nhiều sản phẩm hay hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người.